hứa với mẹ con phải vượt qua mọi thứ, bởi vì mẹ biết Trà My của mẹ là một cô gái rất mạnh mẽ, đúng không con? Mẹ ơi, mẹ ơi. Dễ thương quá. Mẹ tự đan hết thôi. Từ lúc mà con lấy chồng á, là mẹ đã suy nghĩ mẹ phải làm một cái món quà gì đó để mẹ tặng cháu ngoại của mẹ, để sau này khi nó lớn lên, nó nhìn vô cái đồ vật này, nó sẽ nói là ồ, đây là đồ kỷ niệm của bà ngoại đó. Mẹ muốn vậy đó. Con biết mẹ tặng quà cho con thì con cũng đã chuẩn bị quà cho mẹ rồi. Thì bây giờ vẫn còn kịp mà. Mẹ muốn gì con cũng tặng cho mẹ hết. Bây giờ á, mẹ muốn con gái của mẹ phải tặng cho mẹ một cái khuôn mặt lúc nào cũng vui nè, cái khuôn mặt lúc nào cũng thấy hạnh phúc nè, không có ủ sầu như thế này. Mẹ muốn con tặng cho mẹ cái nụ cười đẹp mê hồn của con. Mẹ không có muốn con như vậy đâu. Con có làm được không? Được không? Con đừng có khóc. Con biết không? Mẹ mà nhìn con khóc á, mẹ đau lòng lắm luôn á. Mẹ chịu không có nổi luôn á. Chứ con biết không? Con mà khóc á, là lúc nào mẹ cũng cảm thấy là mẹ có lỗi với cháu ngoại của mẹ á. Con hiểu không? Sao nè? Giờ con có tặng được cho mẹ không? My à, thôi mà, giờ có tặng được mẹ không? Dạ được, con sẽ tặng cho mẹ. Hứa với mẹ nghe. Đó, cứ như vậy đó, nghe không? Mẹ ơi. Mẹ nè, con xin lỗi mẹ. Vì có một lần con đã nói tại sao mẹ đã sinh ra con. Con xin lỗi vì đã làm cho mẹ buồn. Con xin lỗi vì đã nổi giận với mẹ. Con xin lỗi vì đã không hiểu cho mẹ. Con xin lỗi mẹ. Con bé này thiệt à. Con không biết xin lỗi làm sao cho đủ nữa. Con làm sai nhiều thứ quá. Con làm sai nhiều thứ quá mẹ ơi. Con làm sai nhiều đến nỗi con còn không nhớ được mẹ ơi. Con à, đã không nhớ được thì thôi, lại cứ nhắc lại làm cái gì hả? Con không nhớ, nhưng mà mẹ vẫn cứ đau lòng thì sao? Thực ra cái người xin lỗi con phải là mẹ. Đôi khi á, mẹ ngồi mẹ suy nghĩ, mẹ thấy sao mình tệ thiệt á. Là mẹ mà không có công bằng gì hết trơn. Hồi nhỏ lúc nào mẹ cũng lo cho anh hai, rồi đến khi lớn mẹ cũng có chăm bẵm vô anh hai. Mẹ biết là con buồn lắm, mẹ biết là con áp lực, con tủi thân lắm. Mẹ biết có những lúc con sẽ rất giận mẹ, là tại sao cứ để con phải tự làm tất cả mọi thứ trong đơn độc, chỉ có một mình con. Nhưng mà con có biết không, mẹ thật lòng luôn. Mẹ nói cho con hiểu, chỉ khi mẹ ở gần con thì mẹ mới thấy thoải mái. Mẹ nói thiệt, mẹ không phải giữ kẻ, mẹ không phải suy nghĩ đắn đo bất kỳ một cái điều gì cả. Mẹ rất thoải mái luôn. Bởi vì
lúc nào mẹ cũng tâm tâm niệm niệm trong lòng mẹ. Mẹ tin tưởng rằng á, cho dù cả thế giới này có quay lưng lại với mẹ, thì con gái của mẹ lúc nào cũng là chỗ dựa của mẹ, lúc nào cũng sẽ là người quan tâm mẹ, chăm sóc mẹ cho dù bất kỳ điều gì xảy ra. Con biết không, còn một điều nữa, mẹ muốn xin lỗi con, và mẹ muốn nói với con rằng mẹ vô cùng hạnh phúc. Con đem lại hạnh phúc cho mẹ, mẹ hãnh diện khi được làm mẹ của con. Mẹ muốn nói với con một điều là mẹ thương con lắm. Mẹ thương con vô cùng. Mẹ xin lỗi con. Mẹ thật lòng xin lỗi con. Mẹ đừng có nói như vậy mà mẹ. Con mới là người có lỗi với mẹ mà. Cười nè, không có khóc. Không có khóc, cười, cười cho mẹ coi nè. Cười lên đi con, mẹ thương. Mẹ ơi, con hứa với mẹ, con phải vượt qua mọi thứ. Bởi vì mẹ biết Trà My của mẹ là một cô gái rất mạnh mẽ, đúng không? Đúng không con? Mẹ ơi, mẹ. Mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ đây, mẹ đây. Mẹ. My, em có sao không? My, anh vô nha. Em không sao. Anh đừng có vô. Anh chờ em ở ngoài nhé. Anh đừng có vô, em không sao. Em ở đây chút em ra liền. Em sao không? Anh ơi. Em sao vậy My? Em phải làm sao đây? Em làm sao? Em sợ. Em làm sao My? Con em. Con em sao? Ui. My à, em sao vậy? My. Mẹ có thấy em bé không mẹ? Mẹ thấy. Trời ơi, cháu ngoại của mẹ kìa. Hay thiệt chứ, nghe được cả nhịp tim nữa. Mà nghe tiếng rất khỏe đúng không mẹ? Cháu của mẹ là phải khỏe như vậy đó. Chắc chắn là bà ngoại sẽ không được ôm con vào lòng. Nhưng mà ngoại đã nghe được tiếng tim con đập. Như vậy là ngoại, ngoại mãn nguyện lắm rồi. Mẹ, con xin lỗi mẹ. Con không biết là mẹ lại khó khăn như vậy. Cảm ơn mẹ đã là mẹ của con. Cảm ơn mẹ đã yêu thương con. Giấc mơ của mẹ, xem trọn bộ hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng VOON.